Hôm nay các bạn hãy cùng mình hái lá xương sông trên vườn rau sân thượng nha. Đây là một loại cây mọc hoang dại nhưng mà mình nghĩ là nhà ai có vườn cũng nên trồng ít nhất là một cây ạ. Lá xương sông thì chúng ta nấu canh để giúp giải cảm. Nhà mình thì thường thái nhỏ để trộn cùng với thịt và trứng để rán chả. Cái cây xương sông này nó ưa bóng râm ạ và nó rất là thích cái điều kiện đất nó ẩm ướt nên là mình thường trồng vào những góc vườn có nhiều cây cao để nó không bị ánh nắng trực tiếp buổi trưa buổi chiều chiếu vào làm cháy lá. Và để giữ độ ẩm cho cái khu đất trồng xương sông thì mình sẽ liên tục mình che phủ đất xung quanh gốc và tưới nước thường xuyên. Hôm nay sau khi hái cái đợt lá đầu tiên thì mình dùng vỏ cây mía cắt vụn lại để che phủ cho cây xương sông này. Chúng ta cứ che thành nhiều lớp thật là dày, thật là cao vào nha. Và lưu ý cuối cùng là sau khi trên vườn chúng ta đã trồng được một cây xương sông rồi thì hãy chăm và giữ cho bạn ấy đến ngày nở hoa. Bởi vì những cái bông hoa xương sông mỏng tang nó sẽ bay đi khắp vườn và vào một ngày đẹp trời thì chúng ta sẽ thấy trong thùng đất này, thùng đất kia sẽ nhú lên một cái cây xương sông em bé. Và chúng ta lại đánh cái bé em xương sông đó để trồng một góc vườn vừa ẩm vừa mát để chăm sóc và thu hái sau này, để chúng ta duy trì trên vườn lúc nào cũng có 1 đến 2 cây xương sông nha.